Xin chào các bạn, mình là Dũng Leo đây. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn đào cái con Sato nha. Hiện tại là cái con này nó có trên cái sàn Ravendas với giá hiện tại là 0.00002838 nha các bạn. Thì để mà đào được cái đồng này á, thì cái sàn Ravendas này nó không cho gửi trực tiếp, gửi cái con Sato này nè, trực tiếp từ cái bull lên cái sàn, mà nó chỉ cho gửi từ cái ví qua cái sàn thôi các bạn. Cho nên là mình sẽ sử dụng cái ví lạnh để mình đào cái con này, sau đó mình mới chuyển cái con này lên sàn để mà giao dịch nha các bạn. Thì trước tiên các bạn sẽ vào cái trang satonetwork.com này các bạn. Các bạn vào trang này, các bạn sẽ click vào wallet, các bạn sẽ chọn là Windows 64 bit zip nè các bạn. Các bạn chọn cái này nha. Rồi mình sẽ vào thư mục này để mà mình giải nén nó nha các bạn. Các bạn sẽ được cái thư mục như thế này. Bạn sẽ click up vào cái chỗ Sato QT nè các bạn. Các bạn click vào đây để mình cài cái ví nha. Ở đây là nó hỏi mình cái lưu cái data của cái con này á. Mình có thể chọn qua cái phần custom để mình lưu ở chỗ khác, hoặc là mình chọn default để mà nó chọn cái đường dẫn mặc định như thế này các bạn. Bạn ok nha. Ở đây á, các bạn sẽ click vào generate để mà nó cung cấp cho mình 12 cái từ khóa bảo mật. Các bạn sẽ dùng viết để mình ghi 12 cái từ khóa bảo mật này lại nha. Các bạn có thể click nhiều lần để mà nó chọn cho các bạn ngẫu nhiên 12 cái từ khóa bảo mật này để các bạn lưu nha các bạn. Bạn chọn một trong cái từ khóa bảo mật này. Sau đó các bạn sẽ chọn import để mà mình tạo cái ví cho mình nha. Ở đây á, là nó đang cập nhật cái dữ liệu các bạn. Các bạn sẽ chọn 2 để cho nó ẩn đi nha. Sau đó các bạn sẽ click vào receive để mà lấy cái địa chỉ ví nha. Cái chỗ lấy bồ này mình sẽ đặt tên nhãn dán của mình. Sau đó các bạn sẽ chọn là request payment để mà tạo cái ví nha. Thì đây là cái ví của mình. Nếu các bạn muốn mở lại cái ví của mình á, các bạn click vào cái chỗ này nè, nó sẽ mở lại cái ví của mình nha. Hoặc là trong một cái phần mềm này các bạn có thể tạo nhiều ví, ví dụ như bạn đặt một cái label khác, ví dụ như là Dũng Leo 2 đi. Thì nó, các bạn chọn vào request payment á, thì nó sẽ tạo cho bạn một cái ví thứ hai nha. Đây, bình thường thì các bạn chỉ cần tạo một ví là được nha các bạn. Rồi kế tiếp á, chúng ta sẽ tạo tài khoản của sàn Ravendas nếu như các bạn chưa có nha các bạn. Các bạn tạo tài khoản của sàn này để mà mình giao dịch nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi tải cái tool về để mình đào cái con Sato này nha các bạn. Mình sẽ vào Google, mình gọi là MB Miner nha. Ở đây mình sẽ sử dụng cái bull của MB Miner. Mình vào GitHub thôi nha. Bạn lăn xuống. Ở đây á, cái version mới nhất của MB Miner hiện tại á, là 42.3. Mình sẽ tải cái file á, là MB Miner 42.3 WinZip các bạn. Sau khi các bạn đã tải về á, mình sẽ vào thư mục để mình giải nén nha. Check here. Thì các bạn sẽ được một cái thư mục như thế này. Trong đây á, là họ đã làm cho mình sẵn những cái file batch như thế này các bạn. Tuy nhiên á, là không có cái file batch dành cho cái đồng con Sato này. Cho nên mình sẽ dùng một cái file để mình sửa lại nha. Ở đây mình sẽ sử dụng cái file là star.rvn các bạn. Bởi vì cái đồng Sato này á, nó sử dụng chung giao thức với cái đồng RVN này, đó là giao thức CAPO các bạn. Mình sẽ giữ nguyên cái này nha. Mình sẽ thay thế cái bull này thành cái bull đào cái đồng Sato. Cái địa chỉ ví này á, thành cái địa chỉ ví Sato của mình. Cái default này là cái tên worker á, mình sẽ đổi thành tên của mình nha. Trước tiên mình sẽ thay thế cái bull này nha các bạn. Mình sẽ chép cái bull này. Thì cái bull này á, một chút nữa mình sẽ dán ở dưới cái video này. Các bạn có thể copy về và các bạn dán vào nha. Bạn sẽ dán vào đây. Cái địa chỉ ví này mình cũng thay thế luôn nha.
Cái default á mình sẽ đổi thành tên của mình. Rồi sau khi các bạn đã thay thế bool nè, cái địa chỉ ví của mình vào và cái tên worker của mình rồi á, mình sẽ tiến hành mình save lại các bạn. Mình tắt nó đi nha. Mình sẽ đổi cái tên này cho mình dễ dễ nhớ nha các bạn. Rồi trước khi các bạn chạy cái file này á, các bạn nên tắt cái trình duyệt virus đi nha. Và nếu như bạn nào chưa tải cái phần mềm MSI Afterburner á, cái phần mềm này các bạn, thì các bạn sẽ tải về và cài đặt như một phần mềm bình thường nha. Cái phần mềm này nó giúp mình hiệu chỉnh cái thông số OC để mà cho cái Vega của mình nó chạy cái con này được tối ưu nha các bạn. Mình sẽ click đúp vào đây để mà chạy nha. Mình sẽ mở kèm cái phần mềm MSI Afterburner nha. Ở đây á, mình sẽ hiệu chỉnh thông số OC, clock là 180. Đối với cái dòng Vega là 3060 của mình, phiên bản VRAM Samsung nha các bạn. Mỗi cái Vega nó sẽ có thông số OC khác nhau, đối với mỗi đồng con khác nhau các bạn. Cho nên mình sẽ không có thông số chuẩn cho tất cả các Vega và đồng con nha. Với cái dòng 3060 này, mình sẽ hiệu chỉnh là clock 180, memory lock là 1275. Power limit là 85% các bạn. Cái fan bit này á, mặc định của nó sẽ chạy ở chế độ auto. Nếu như các bạn thấy Vega của bạn nó nóng quá, ví dụ như là trên 65 độ C á, các bạn sẽ click vào chữ A để mình tăng fan bit bằng thủ công, giúp cho cái Vega của mình nó được mát hơn nha. Sau đó các bạn sẽ click vào dấu tích để mình lưu cái thông số này lại. Thì do mình đang sử dụng cái phần mềm quay màn hình nè các bạn, cho nên là cái hard ray ở đây nó hiển thị không có chính xác nha. Thì đối với giao thức capo á, thì cái Vega 3060 này á, nó đào được khoảng tốc khoảng 24 MHz trên giây với công suất tiêu thụ là 135W các bạn. Các bạn thấy nó tăng từ từ nè. Rồi sau khi các bạn đã chạy được rồi, các bạn đã điều chỉnh cái thông số OC của mình nó ok rồi á, thì cái việc tiếp theo của mình đó là mình qua cái bool để mình kiểm tra cái máy của mình nó đã lên bool hay chưa nha các bạn. Mình mở lên. Ở đây á, là mình đang sử dụng cái bool của NewBool các bạn, cho nên mình sẽ vào NewBool nha. Các bạn gõ là NewBool Sato nha các bạn. Rồi các bạn sẽ click vào đây nha. Ở đây á, mình sẽ qua cái tab thứ hai là cái worker nè các bạn. Còn click vào đây, các bạn sẽ nhập cái địa chỉ ví của bạn vào đây nha. Bạn dán vào. Sau đó các bạn chọn lookup để mà tìm kiếm nha các bạn. Rồi ở đây nó hiện lên cái worker của mình nè các bạn, là cái hashrate hiện tại nè, hashrate trung bình nè. Thì cái hashrate mà hiện lên bool các bạn, những hashrate này á, các bạn chạy cho nó chờ một chút thì nó mới hiển thị cái thông số tương đối chính xác nha. Và bạn mới chạy lên á, cái hashrate của nó trên đây nó hiển thị chưa có chính xác các bạn. Về cái main bay á, mình sẽ qua cái phần bay manh để mình kiểm tra nha. Đây main bay của đồng Sato này á, là 5.000 Sato nó sẽ bay về cho mình một lần và cái thời gian bay là 15 phút các bạn. 15 phút nó sẽ bay về cho mình một lần, nếu trong 15 phút đó các bạn đào đủ 5.000 Sato thì nó sẽ bay về cho mình nha. Nếu như các bạn đào không đủ 5.000 Sato á, thì nó sẽ cộng dồn cho đợt bay tiếp theo các bạn. Bạn quay lại worker cơ của mình nha. Rồi vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách đào đồng Sato này trên hệ điều hành Windows nha. Trong video kế tiếp mình sẽ hướng dẫn các bạn đào một cái đồng khác. Nếu như bạn nào có quan tâm tới những video tiếp theo của mình á, thì hãy đăng ký kênh giúp mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình.